Xin được chào mừng tất cả quý vị và các em học sinh lại trở lại với video này của dân tộc ta. Thời gian này chúng ta đang ở vào đầu năm học nha các bạn. Và chúng ta hãy xem hôm nay có bài văn gì hay ho thú vị nào. Một bài tập làm văn được 8 điểm. Thứ 6 ngày 14 tháng... ấy sao lại xóa đi rồi? Tập làm văn hãy tả lại một buổi học của em thì một bạn học sinh đã làm tông 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 tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp không còn cảnh nô nghịch chạy nhảy nhốn nháo nữa các bạn ai ai cũng vào vị trí của người đó sách vở xếp ngay ngắn trên bàn cô giáo bước vào lớp học sinh đứng dậy chào cô cô giáo mặc áo dài rất đẹp tóc cô để thẳng rất đẹp cô đặt chiếc cặp lên bàn và cất giọng dịu dàng hôm nay có ai đóng tiền không ui à à câu đầu tiên đấy cả lớp im lặng cô rút cái thước to tướng ra đập mạnh vào cái bàn nói cái lớp này bị điếc ạ à! ui càng thế nhỉ cả lớp run như cầy sấy bạn lớp trưởng vội đứng lên nói dạ thưa cô em nộp rồi ạ tôi không nói em ngồi xúc thế là cả buổi học hôm đó chúng em thì run sợ như bầy thỏ non còn cô giáo thì như một con sói ui à cảm ơn là bạn là tôn nữ thủy trang nhé tức là kỷ niệm của con gái của bạn đấy hả à, đoạn này là cô giáo có ghi lại là sửa lại đoạn này cho hay hơn <laughs> như thế nào người ta viết thế đó thôi mà <laughs> vẫn được 8 điểm ngon lành nhá chữ viết đẹp phết một tác phẩm viết chữ rất là đẹp của một bạn học sinh à cũng đẹp vừa vừa thôi cái này là chắc là viết về mái trường thì một bạn đã làm thế này con sẽ nhớ mãi những năm tháng được ngồi trên ghế nhà trường mái trường tiểu học chấm chấm bên thầy cô yêu dấu bên bạn bè thân thương ngồi ôn lại những kỷ niệm đẹp của thủa học trò còn khẽ viết tên ngôi trường yêu dấu và tên các thầy cô vào trong tim mình để ghi nhớ công ơn của những người lặng lẽ chở những chuyến đò đầy qua sông ai à dạ, hay thế nhỉ ở bên con luôn có một mái trường thầy cô và những người bạn rất đặc biệt với con nơi đây không chỉ có tiếng chống trường thời học sinh những tiết học bổ ích lý thú mà đây còn là nơi chúng con được học những kỹ năng sống cơ bản hơn nữa là học làm người điều rất quan trọng đối với mỗi người ở đây còn có niềm vui nỗi buồn có nụ cười và có cả nước mắt vui vì những tiết học thú vị vì đạt được thành tích cao trong học tập buồn khi lời học bị thầy cô trách nhưng dù thế nào đi nữa dù thời gian có trôi mau, con sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm yêu dấu ấy. Thầy cô ơi, sau này chắc chắn con sẽ không gặp lại. Ôi ạ, à? cái gì đấy? Giờ con đã đi rồi, xin vĩnh biệt. Người viết chấm chấm. Ui đấy, ơ, bạn này đi đâu? Ôi, ơ, ờ, thế rốt cuộc là bạn ấy đi đâu? Hay là bạn à, tuần tiếu này bịa ra? Ôi, nhưng mà viết chữ này có vẻ là giấy tờ thì giống trên nhà trường. Một bài kiểm tra ngắn của một bạn tên là Lê Thế Quang được một điểm với lời phê là vỡ vẩn. Ôi dạ, sao lại thế nhỉ? Môn điện dân dụng à, 15 phút này. Chúng ta hãy đọc. Đề bài hãy kể tên 30 thiết bị tiêu thụ ít điện năng và 30 thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng trong ngôi nhà của bạn. Thì bạn là Lê Thế Quang đã làm thế này. Bài làm chỉ có hai dòng thôi. Thiết bị tiêu thụ ít điện năng nhất là 30 bóng đèn 5W. À. da. Ok. Thiết bị tiêu thụ nhiều điện nhất là 30 cái lò vi sóng 3000W. Hết. Úi giời. Được 1 điểm rồi. Ơ. À, Mắt bạn ấy kể 30 thiết bị thì bạn ấy cứ nền thế thôi. Ờ. À, sao lại được có 1 điểm nhỉ. Ờ. À, người ta làm đúng mà. Các bạn thấy bài này thế nào. Cảm ơn bạn uh, Cỏ Mai Lê đã gửi cho tôi bài này thứ sáu ngày 10 đúng ngày mùng 7 tháng 12 năm 2018 ấy khá lâu rồi nhỉ tập làm văn thiếu cái dấu huyền à một lập dàn ý à rồi chúng ta hãy để ý vào phần hai nhỏ đây này bài làm văn thì một bạn nhỏ đã làm thế này ở nhà em có 5 người là ba má anh hai và bà nội à, bạn này người miền Nam à. em xét tả là bà nội Bà nội em năm nay 68 tuổi, cao 1m53. Tóc nhuộm vàng da trắng, răng trắng, mắt lé một tí. ấy Nghề nghiệp của bà là ở nhà. Sở thích của bà là nói chuyện, chửi má và ăn thịt. Úi rồi quái lạ sao sở thích lạ thế. Bà hay chửi má suốt ngày. Biểu má là đồ nhà quê. Úi rồi, xong. Bà em chỉ có thương em. Anh hai và ba ghét má bà nội rất mê thịt heo kho tàu nhìn thấy là bà nhảy vào nhai luôn ôi giời ơi. ô sao mà bà nội giống sư tử thế nhỉ em chỉ thương bà một xíu thôi vì bà ghét má em lúc đầu cô giáo viết vào đây là đạt chứ viết đẹp nhưng sau đó là sửa lại là nhưng chưa đạt chưa đạt Ê. à thì ý tứ thì có vẻ là nó thật thà quá đấy mà ờ à, vẫn đạt đấy chứ nhưng mà vì là gia đình như thế thì phải viết như thế thôi Một em học sinh đã rất vui tính và viết ra các lý do để ghét các môn học và tôi có để cả link ở đây luôn nha. Toán tìm x, giấu x đi rồi bắt học sinh đi tìm. Lý là hộp đen, sao không làm bằng hộp mica trong suốt mà nhìn làm hộp đen làm gì để phải tìm. Xác định chất môn hóa nha, xác định chất bóc nhán lọ làm gì rồi bắt học sinh tìm. Còn môn văn này, bắt học sinh viết cảm nhận của tác giả. Ờ đúng rồi, không thể viết nổi cảm nhận của tác giả tính cả khịa của các môn học, cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản. Tại sao chúng ta cứ phải làm cho nó phức tạp lên nhỉ? À, đó là ý kiến của bạn học sinh ấy. Quý khán thính giả của dân tộc ta thân mến, nếu các bạn cảm thấy video hay thì hãy để lại một like, một đăng ký để tôi có động lực ra những video tiếp theo. Đây có lẽ là một góc vở của một em học sinh, đề bài tả lại người thân trong gia đình. Em, chắc là thế bà nội em à tả bà nội à, bà nội em là người giỏi chữa hôi miệng và sâu răng vì bà là thầy lang nổi tiếng và giàu ấy lại thêm giàu luôn bà có mái tóc đen chứ không bạc bà cao 1 mét53 cm nặng 68 kg bà chữa hôi miệng và răng cho người ta được rất nhiều tiền tuy vậy răng bà vẫn đen và miệng bà vẫn hơi hôi Úi oh. à thế em nghĩ bà cũng nên đi khám nha sĩ vì bà đã bị bị chắc là sâu răng hết rồi bố bảo mẹ bỏ nghề lừa răng đi bảo không bỏ Úi à chà bố can ngăn là bỏ nghề lừa người đi đấy à rồi em cũng thương yêu bà vì bà là người đẻ ra bố hết Úi đấy được thật thà đấy đạt chưa quá hay chứ viết chưa đẹp chưa sạch sẽ ok được đấy à, tốt đấy đứa cháu ok đấy Và sau đây chúng ta hãy lướt qua các bài kiểm tra của học sinh Chúng ta nhìn thấy một bài kiểm tra ở đây Đặt câu với một từ phức tìm được Thì một bạn đã làm Cuộc sống là vậy, chết là hết Úi giời. à Con chú ý cách đặt câu à. Tiếp theo một bài toán nha các bạn bài 4 sau khi nam cho bác 5 cái kẹo thì bác có 18 cái kẹo hỏi lúc đầu bác có bao nhiêu cái kẹo à, cho thêm 5 cái kẹo thì có 18 cái sau đó bạn nào đó đã làm là lúc đầu bác có số kẹo là 18 chữ 5 bằng 13 cái đúng ơ ờ. sao cô giáo lại gạch đi là sai 23 mới đúng 18 cộng 5 bằng 23 xem lại bài sai ơ ờ. sao cô giáo lại tưởng tượng ra như thế nhỉ <laughs> quá lạ tiếp theo Hãy viết từ 1 đến 2 câu kể về một người bạn mà em thân nhất Thì một em đã làm Con không chơi với bạn nào hết Thế rồi Ờ <laughs> thế thôi Không chơi thì cứ nói là không chơi thôi Tiếp theo là gì đây Là một bài tập luôn Câu 9 Hàng ngày cô ba lái đỏ chở các bạn nhỏ qua sông đi học Sáng nay cô ba chở 6 chuyến đỏ mỗi chuyến 4 bạn Hỏi sáng nay cô ba chở bao nhiêu bạn nhỏ À 6 chuyến mỗi chuyến 4 bạn Thì một bạn đã làm là Sáng nay cô ba chở số bạn nhỏ qua sông là 6 x 4 bằng 24 bạn nhỏ Đáp số 24 bạn nhỏ Sau đó cô giáo tưởng tượng ra là sai Úi giời Sao cô giáo nghĩ kiểu gì mà lại nghĩ là sai quá lạ thế các cô giáo làm sao ấy nhỉ Tiếp theo là gì đây À một bài tập tiếng Anh Trong ô này thì bạn đã ghi tất cả các đáp án và gạch đi Sau đó sửa lại Không ngờ rằng tất cả các đáp án ở trong ô này Sau khi bạn gạch đi lại là đáp án đúng hết Ôi ôi anh này gọi là đen nhất tiếp theo là gì đây viết một hai câu kể lại một việc bố đã làm cho em gợi ý bố đã làm việc gì em nghĩ gì về việc làm của bố sau đó một bạn làm là con từ bé ở, ở với mẹ là con nó không ở với bố tất cả là mẹ làm cho con <laughs> đúng như thế thì cứ viết thế thôi cái này không thể trách em mới sai được tiếp theo là gì đây tất cả thông tin của một bài thi trắc nghiệm đã được ghi vào nhưng mà để ý phần cuối cùng đây này lớp bệnh viện ui ấy. Sao bạn ấy lại nghĩ kiểu gì mà lại ra bệnh viện ở đây lớp bệnh viện sau đó cô thầy cô giáo ghi vào đây là à, chúc em là bác sĩ tương lai <laughs> à, yeah. một cách chữa cháy dễ thương à, cũng được không hiểu sao lại có thể ghi bệnh viện vào cái chỗ lớp đây được còn cái gì đây đặc biệt nhất là cái này đây một cô giáo đã dạy đánh vần cho các em học sinh một bên thì là vần còn một bên là cách đọc chúng ta hãy xem cách làm của cô giáo vần gì cách đọc là gì di huyền gì ấy lạ thế nhỉ yêu thì là yêu ia u yêu ơ còn yêu yêu dài thì yêu ia u yêu luôn yên thì yên ia nở yên ấy còn ia nở yên dài thì yên ia nở yên luôn yết thì yết ia từ yết ấy <laughs> sao cô giáo cứ thêm cái từ yêu vào đây làm cái gì nhỉ oai <laughs> còn bên này là uốc ua cờ uốc uông ua ngờ uông ươi ưa y ươi ươn ưa nở ươn và ương ương ngờ ương ươm ưa mở ươm ôi dồi sao cô giáo lại thêm cái từ ưa vào làm gì có lẽ đây là cách dạy mới chăng <laughs> tôi không hiểu được tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả mà tôi cũng phải phục và như thường lệ thì phần cuối video là một câu đố nhà các bạn chúng ta quan sát nhanh lên trên màn hình nào câu đố ở một ngôi nhà nọ tầng 1 có 6 người đàn ông to cao tầng 2 có 5 thanh niên lực lưỡng tầng 3 có bốn ông già gần háo sắc. Ấy, một cô gái xinh đẹp đang ở cầu thang của tầng 3. Hỏi làm như thế nào để cô gái thoát ra khỏi ngôi nhà đó? ấy cũng khó phết đấy nhỉ. Đấy, các bạn suy nghĩ đi, sau đó viết xuống phía dưới đi. Tôi sẽ vào trả lời từ ngày một nha. Và cuối video xin đừng nói câu quen thuộc đó là Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình video lần sau vào tối thứ bảy hàng tuần nha.